Nếu đến với Hội An, hãy ghé qua tìm điện nước của chàng Bùi Xuân Hòa, ta lượm vài món chơi. Đủ các loại món ăn, món nào cũng hợp lý, vừa ngày túi tiền thôi. Khách cần thì đến nhà, làm xong rồi sẽ tính giá cả bình dân thôi, giá cả bình dân thôi, giá cả bình dân thôi, giá cả bình dân thôi.